Ngôi mộ của Tôn Ngộ Không là có thật. Tề Thiên Đại Thánh liệu chỉ là nhân vật thần thoại? Giới khảo cổ Trung Quốc quả thực đã phát hiện ngôi mộ của Tôn Ngộ Không. Bên trong thậm chí còn tìm được vài hiện vật như gậy Như Ý. Thật hư nguồn gốc ngôi mộ này ra sao? Tại đỉnh núi Bảo Sơn, người ta tìm được hai ngôi mộ, một khắc Tề Thiên Đại Thánh, một ngôi mộ còn lại khắc Thông Thiên Đại Thánh. Tại sao hai ngôi mộ này lại xuất hiện? Liệu đây có phải là mộ thật sự của Tôn Ngộ Không? Sau khi tiến hành kiểm tra khảo cổ, người ta phát hiện hai ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Nguyên. Tuy vậy, điều tranh cãi là tác giả Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký vào thời nhà Minh sau triều đại nhà Nguyên. Sau quá trình nghiên cứu, người ta phát hiện có một vở bí kịch được sáng tác từ thời nhà Nguyên cũng có tên là Tây Du Ký. Nhân vật Tôn Ngộ Không có một em trai với pháp hiệu Thông Thiên Đại Thánh. Tuy vậy, nhiều người vẫn giữ nguyên giả thuyết về nhân vật Tôn Ngộ Không chỉ là hình tượng được dựng lên, không có thật nên cũng không thể có mộ phần an táng. Phần mộ này rất có thể là do người dân xây dựng lên sau khi tác phẩm Tây Du Ký ra đời. Dù sao đi nữa, phát hiện này cũng đã kích thích sự tò mò của giới nghiên cứu cũng như người hâm mộ. Người đàn ông cứng đầu nhất thế giới đập nát 51 quả dưa hấu trong một phút. Rashid Nashem, 32 tuổi, đến từ Pakistan, vừa lập nên kỷ lục thế giới khi đập nát 51 quả dưa hấu ban đầu trong vòng 1 phút. Kỷ lục thế giới được quay tại trường trung học công lập tại Shash Vaisash, Colony Karachi, Pakistan. Kỷ lục cũ thuộc về một công dân Đức với thành tích 43 quả trong 1 phút. Theo yêu cầu, quả dưa hấu phải bị đập nát, nên có nhiều quả Rashid phải sử dụng đến 2 lần đập. Ngoài ra, người đàn ông 32 tuổi này còn nỗ lực lập một kỷ lục khác khi nghiền nát 281 quả ốc chó trong 60 giây. Trước đó, ông cũng đã từng lập nhiều kỷ lục khác như nghiền nát vỏ lon. Ông nói, mục đích của tôi là tạo ra 50 kỷ lục thế giới và làm cho đất nước tôi tự hào. Nhân viên tổ chức kỷ lục thế giới tại Pakistan đã có mặt và trao chứng nhận kỷ lục mới cho Rashid. Tôi rất hạnh phúc khi thiết lập được kỷ lục mới, thật sự tự hào. Cảnh sát choáng váng khi gặp Tôn Ngộ Không lái xe chở sư phụ cùng Bạch Cốt Tinh đi chạy show. Cảnh sát giao thông tại thành phố Tế Nguyên, Hà Nam, Trung Quốc đã phải ngã ngửa khi thấy bốn thầy trò đường tăng, thay vì đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, lại ngồi chung xe cùng Bạch Cốt Tinh và dàn yêu quái để đi chạy show. Ngày 7 Tây tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông trên một đoạn đường tại thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được phen dở khóc dở cười khi kiểm tra một chiếc xe khách do Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không điều khiển. Ngay khi tài xế hạ cửa kính xe xuống, các nhân viên cảnh sát đã bị giật mình bởi gương mặt đầy lông lá và chiếc vòng kim cô sáng chói trên đầu Đại Thánh. Chưa dừng lại ở đó, khi bước lên xe, lực lượng cảnh sát thêm lần nữa choáng váng vì ngoài bốn thầy trò đường tăng, trên xe còn chở theo cả Long Vương, Thái Thượng Lão Quân, Thổ Địa, Thần Tài cùng một dàn yêu quái mà người ta đã quen mặt nhớ tên trong bộ phim Tây Du Ký như Ngưu Ma Vương, Sư Tử Tinh, Bạch Cốt Tinh. Được biết, các vị thần tiên và yêu quái này đều là diễn viên của một đoàn nghệ thuật, họ đang trên đường về một vùng quê để biểu diễn phục vụ người dân. Sau khi tiến hành kiểm tra giấy tờ của Đại Thánh theo đúng quy định, lực lượng cảnh sát đã để chiếc xe chở những nhân vật của Tây Du Ký rời đi cho kịp giờ biểu diễn. Những bức ảnh chụp cảnh Tôn Ngộ Không chở sư phụ cùng Bạch Cốt Tinh đi chạy show này đã thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc và nhận được nhiều lời bình luận hài hước. Haha, trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Hóa ra, cũng có lúc Tôn Ngộ Không chịu ngồi chung xe với Bạch Cốt Tinh cơ à. Không ngờ Đại Thánh mà cũng có ngày bị cảnh sát giao thông hỏi thăm. Thần tiên và yêu quái cũng đi chạy show, hài không đỡ được. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí
để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!